Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video xe điện motor điện, kênh video chuyên review về các cái sản phẩm xe độ chế 3 bánh, 4 bánh và 2 bánh, xe điện và máy xăng. Trước mặt các bạn đây là một cái động cơ điện 60V 1000W của dòng xe máy điện, tốc độ max là 60 km/h, sử dụng phanh tang trống 110. Nhưng hôm nay mình sẽ không giới thiệu về cái động cơ này, mà sẽ giới thiệu một cái dòng sản phẩm, đó là cái bộ đĩa phanh đĩa độ dành cho cái động cơ này. Nó sẽ chuyển từ cái bộ phanh cơ này sang phanh đĩa dầu, rất là ăn và cực kỳ là chất. Nó sử dụng được cho tất cả các cái loại xe máy điện có hiện tại trên thị trường hiện nay. Đây, tất cả các loại phanh có cái tang trống ở trong này, đường kính 110 đều có thể lắp được. Các bạn lấy cái thước đo ở trong này là 110 thì đều có thể sử dụng được. Và đây chính là cái bộ phụ tùng mình đang cần nói đến. Một cái đĩa dầu, một cái cụm gá đặt đĩa dầu và cái bộ phanh tang trống. Một cái tay phanh dầu, dây dầu và một cụm heo dầu, thắng dầu. Đây là những cái tay để giữ cái cụm phanh này. Và cái thanh là thanh rằng. Cái thanh rằng này nó sẽ giữ vào đây, bắt vào đây để rằng cố định cái này. Còn cái đầu này là sẽ được cố xỏ vào trục của cái xe này để bắt lại cái đĩa như này. Rất là dễ sử dụng và dễ lắp đặt. Và mình cam kết là tất cả các loại xe đều lắp được. Việc lắp đặt của nó thì cũng cực kỳ là dễ dàng. Trên cái cụm này nó còn một cái quả này, đây là cái hình quả chám. Sau khi là bỏ vào và siết thì nó sẽ lở ra và ép chặt vào cái này. Đấy, nguyên lý của nó rất là như thế. Ba con ốc phanh dầu bắt vào đây, bắt cái đĩa này lên, siết ba con ốc này lại này. Sau khi đã vặn tương đối chặt rồi thì ta đặt lên đây. Và ép chặt nó lại. Sau khi siết chặt lại thì nó sẽ chuyển ngay thành một cái động cơ phanh đĩa bình thường. Đấy. Đây, khi siết vào thì cái quả này nó sẽ lở ra và siết lại cái này. Phanh đĩa sẽ rất là chặt. Đấy. Tiếp theo là mình sẽ ướm cái củ phanh dầu này, ép vào đây và căn cái cục đây
ta gấm cái này ở trong cái khoảng này. Và căn cái này bắt nó như thế này là sẽ xong. Xong bộ phanh dầu, chuyển từ phanh dầu sang phanh cơ, à từ phanh cơ sang phanh dầu, rất là đơn giản. Còn cái thanh này là giữ vào đây, giữ lên xe để cho nó bị chống xoay như thế này. À, hiện tại chọn một cái bộ chuyển phanh cơ thành phanh dầu như này mình đang bán với giá là 450.000 đồng, chưa bó cước vận chuyển. Đấy, toàn bộ phụ kiện đi theo đầy đủ. Hiện thì có hai dòng có thể chuyển thành phanh dầu được, đó là cái dòng có cái phanh tang trống như này và một cái dòng động cơ có gen vặn, tức là động cơ đời cũ không có phanh trống 110 mà chỉ có cái ren vặn như ở ren vặn nít thì đều có thể chuyển đổi được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy hay thì hãy like và comment chia sẻ để cho các bạn mọi người cùng xem. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.